Nguyên Art Gallery mang nghệ thuật đến với ngôi nhà của bạn. Những bức tranh cũng có những biểu hiện tình cảm như con người. Chúng có thể thổ lộ với bạn, làm cho bạn vui vẻ, giận dữ hoặc xoa dịu tâm hồn bạn. Nghệ thuật bắt nguồn từ đời sống là một hình thái ý thức luôn phản ánh chân thực những giá trị của cuộc sống. Nếu như trong âm thanh, nhịp điệu của cuộc sống là tiết tấu, là sự dung ngân của những cung bậc khác nhau trong sự phối hợp nhịp nhàng của giai điệu, thì với hội họa là sự kết hợp nhịp nhàng của đường nét, sự hài hòa của màu sắc, sự cân xứng của hình khối và là sự thuận lý của bố cục trong tổng hòa của một tác phẩm hội họa. Nguyên Art Gallery hiểu sâu sắc rằng mỗi tác phẩm tranh nghệ thuật đều là kiệt tác nghệ thuật của chính các nghệ sĩ. Họ trân trọng, nâng niu và mong muốn tác phẩm của mình được đến với chủ sở hữu, nhà sưu tầm thực sự yêu thích và cảm nhận được những thông điệp mà người nghệ sĩ gửi gắm. Tọa lạc tại con phố lưu giữ những nét đẹp cổ Hà Nội, mang trên mình sứ mệnh là cầu nối giữa nghệ sĩ, nhà sưu tầm và công chúng yêu nghệ thuật trong và ngoài nước. Ngôi nhà 31A phố Văn Miếu là nơi hội tụ những tinh hoa của nghệ thuật đương đại Việt Nam, nơi giao thoa ngôn ngữ phi âm thanh giữa Việt Nam và quốc tế, nơi hội tụ của những kiệt tác nghệ thuật